Rồi. Đây là Bắc Thanh, xã Tâm Đà, huyện Núi Thành, giới thiệu nhà hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 3 tháng 8 tại đây sẽ tổ chức nhà hội Internet. Đây là sự kiện khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ Bill Melinda Gates đã lấy với người. Bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay và phương tiện thông tin đại chúng ngày còn phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất kể đến Internet với những ưu thế vượt trội. Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng Internet sẽ được bà con tiếp